Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cũng vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với các ngành bậc đại học dao động từ 15 đến 23,3 điểm. Trong đó, ngành Tài chính Ngân hàng có điểm trúng tuyển cao nhất với 23,3 điểm. Kế đến là các ngành Ngôn ngữ Anh với 23 điểm, Mỹ thuật phần mềm 22,8 điểm, ngành Công nghệ thông tin với 22,16 điểm thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển của trường tại địa chỉ http xuyệt quản lý xét tuyển ctuet edu vn xuyệt tra cứu kết quả